Vâng, anh là bên bán cho em đi. Em vừa tìm cái thằng kia không thấy nó đâu cả. Thằng đấy chắc là thiết bị sữa đúng không? Không, không được. Vừa nãy còn một cái tay thiếu đá gì cơ. Nó bóp cổ em mà tháo biển kê nữa cơ. Anh xác minh cho em cả. Rồi. Anh làm được đi. À, hiện tại là em đang ở chỗ đường Trần Khắc Chân làm việc với tổ công tác 41, là có một thanh niên là vừa đấy là bóp cổ em, bóp cổ người dân không biết nữa là gì mà bây giờ là không biết đi đâu rồi. Tiếp thị sữa thì mọi người có ai gần đường Trần Khắc Chân này là ra hỗ trợ em ấy. Là em vừa đã xem qua cái biên bản là các cán bộ này là thuộc là y bao nhiêu nhỉ, yêu yêu không biết nhưng không trả lời, nhưng mà hình như đây là đội 4 của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội. Có người là bóp cổ em. Anh đừng nói, anh không căn cứ nói nữa rồi nhá. Còn lại là cái tay là mặc áo quan giao thông là tên là Thanh, à không em không nhớ tên, mà là mang quân hàm thiếu tá bóp cổ em. Anh nhìn thấy không? Em bỏ đây xuống, đừng chỉ ở mặt anh. Em chỉ luôn, anh nhìn thấy không? Cái người bóp cổ em anh nhìn thấy không? Chỉ ở mặt anh. Em chỉ luôn đấy, sao? Sao chỉ mặt anh thế? Bây giờ cái người bóp cổ em sao anh không can thiệp? Anh bảo này, thứ nhất. Thế mà cái thằng, anh có nghe cái thằng nào quái là gọi là thằng đầu bùi không? Em say em nói lung tung hết cả rồi. Được rồi, tôi sẽ khiếu lại vấn đề này. Ngồi đi. Bây giờ có một người. Em ngồi xuống đi. Em có một thằng rồi. Mặc áo thường phục. Đừng thằng giết ở đây là em. Vào xưng hô láo toét với người dân. Anh đang mời em uống nước, em uống đi đã. Tôi yêu cầu anh đọc văn bản đi, không phải nói nhiều. Tôi yêu cầu cán bộ lập bản cho tôi. Sai thì cán bộ lập bản. Còn cái việc mà tổ công tác có một tay thiếu tá bóp cổ tôi này, cái vấn đề sai hay là không sai nó phải căn cứ vào cái chuyên đề và cái việc kiểm tra. Còn cái việc mà tôi mà sai là biên bản bình thường, tôi không xin. Ok chưa? Em ngồi xuống. Đấy, tôi yêu cầu lập biên bản đi, tôi không xin. Nhất là anh đo em 2 lần, em muốn đo 2 lần, anh đo em 2 lần. Bao nhiêu? Đúng không? Bao nhiêu? Đây anh cho em đọc. Đưa tờ ký cho. Đưa đây. Hai cái đưa tờ ký. Tôi ông đợi bản nhanh lên, quan này cứ việc mà. Anh sẽ lấy cái hành vi nào thấp nhất là cái. Rồi ông cứ đưa cái nào tờ ký cái đấy. Nhanh lên đưa đây tờ ký. Ký đã được cái gì? Đưa đây. Ông đợi bản nhanh đi. Đưa cho đây em ạ. Đâu? Chuẩn chưa? Ông lập bản đi. Còn cái việc mấy người mà... Em chứng kiến giúp anh nhá. Chúng tôi kiểm tra hành chính. Và tại trong phòng vây nhá. Người này không biết là công dân đâu nhưng mà quay cửa trong. Sao công dân đâu anh? Em đang bị xử lý đấy. Đang quay Zalo tất cả công tác nhá. Và tôi nói anh nếu lộ tất cả những cái công việc của chúng tôi hôm nay là anh sẽ anh ơi, có cái người mà bóp cổ em thì anh có điều tra ra không? Bắt tên là gì nhỉ? Mời anh vào đây thôi. Nhá, mời anh vào đây. Các bác là mời em vào đây làm việc. Em ký rồi. Rồi anh ký vào. Em ký rồi. Anh chứng kiến toàn bộ. Rồi anh vào chứng kiến giúp em qua. Anh là gì? Nhưng mà cái người bóp cổ em. Em là nhân. Nhân gì? Đứng đây từ đầu. Có người bóp cổ em. Đây là trường hợp say rượu nhá. Ô anh ơi. Mời anh ngồi xuống đây. Cái người bóp cổ em đâu nhỉ? Đây mời xuống đây. Không ai bóp cổ anh cả, tất cả là mời anh vào làm việc. Anh trung tá, các anh thiếu tá đấy, bóp cổ em. Còn lại nếu mà anh đang gây rối nha, mời anh ngồi đây. Anh đừng có vu khống, em không gây rối, em yêu cầu là biên bản. Anh ngồi xuống đây, mời anh ngồi okay. xuống. Ok. Mời anh ngồi xuống. Em vẫn chấp hành cơ mà. Mời anh ngồi xuống, đây anh chứng kiến cho tôi nha. Toàn bộ nha. Sự việc nha. Các anh là biên bản đi đúng theo cái thẩm quyền của anh. Xong ấy ghi tên đấy. Còn cái thằng mà bóp cổ em sẽ làm việc. Thằng ở đây anh làm việc em từ đầu đến cuối, gọi cái thằng thiếu, cái thằng thiếu tá chứ không phải anh. Cung em say em nói lung tung với cả em chả. Chỉ ở mặt anh. Em không nói anh là bóp cổ em. Anh em với em từ đầu đến cuối là rất lịch sự và hai là rất là đúng. Em yêu cầu anh là bên bán. Em cứ thấy nọ thế kia ở đây. Sao thế nọ thế kia? Anh làm việc em có đúng không nào? Cái việc mà có đúng hay không nào? Đúng hay sai là bên bán đi. Em không xin với anh. Một câu có đúng không nào? Đúng hay sai căn cứ bên bán. Anh không phải giải trình, không phải giải thích. Còn cái thằng thiếu tá là bóp cổ em đúng không? Em anh ở rồi em say quá em cứ nói đúng. Ôi rồi. Cán bộ ơi. Đừng dí máy mặt anh như thế. Đừng nói thế. Anh ấy đi, anh là bên bán đi.
Nhá, em hạ máy xuống đừng dí mặt anh. Em còn quay chỗ khác cho em quay, nhưng mà em đừng dí mặt anh. Anh lập biên bản đi. Em là anh báo em lỗi thế. Em yêu cầu anh lập biên bản. Công an phường đã để ông đưa vào phường. À vâng, các cán bộ mời phường ra để xác minh cái đối tượng mà bóp cổ em cái. Chỗ này là đường Trần Tất Chân. Nên là tổ công tác đội 4. À các bạn ơi, cái việc say không say nó dựa vào cái thiết bị kỹ thuật. Còn cái việc mà nếu mà mình sai hay là mình say, mình vẫn yêu cầu lên bản, chứ không phải là mình không yêu cầu lên bản mà say hay không say, đúng không anh? Yêu cầu lên bản đúng không? Thì cái việc mà có người bóp cổ thì mình sẽ phản ánh. Cầu anh là tắt máy trong phạm vi chúng tôi đang làm việc nhá. Thế nghĩa là anh không cho em quay đây đúng không? Trong phạm vi chúng tôi cắt dây để tổ chức công việc nhá. Đó. Là anh không được quay. Thế anh mời em ra ngoài đây. Anh ra ngoài anh quay, nhưng mời anh làm việc xong rồi anh ra quay nhá. Nghĩa bây giờ anh mời ra ngoài đúng không? Mời anh ngồi đây anh làm việc. Rồi, làm việc. Xong làm việc anh quay và yêu cầu anh tắt máy. Anh ơi, em phải ghi lại đề phòng trường hợp những cái thằng khác bóp cổ em. Không ai bóp cổ anh. Có vừa đấy thằng anh thiếu tá bóp cổ em, anh trung tá toàn bộ sự việc tôi nha. Vừa nãy có thằng trung tá bóp cổ em, thằng thiếu tá. Em không gây rối. Mời phường cho tôi ra. Em không gây rối. Mời phường, mời ông này vào phường. Mời cũng được nhưng em không gây rối. Mời anh ngồi làm việc. Vâng. Anh xuất trình tất cả giấy tờ này. Em ngoan lắm, em không gây rối. Đến là rồi, vâng. Anh bỏ máy xuống. Em xuất trình rồi. Anh bỏ máy xuống, trong phạm vi này anh không được quay. Em xuất trình rồi, cán bộ rồi. Trong phạm vi của dây chúng tôi đang căng để kiểm tra, anh không được quay. Vâng, nhưng mà em xuất trình rồi, cán bộ nói lắp đây là em xuất trình rồi. Em vậy, xuất trình cho anh này rồi. Đây đủ rồi. Anh bỏ máy đi. Trung tá là... Anh bỏ máy đi. Máy lắp rồi. Rồi, ok. Em bỏ máy xuống, em ngồi dưới mặt anh. Em bỏ máy xuống, đừng dưới mặt anh. Đây anh làm gắn đi. Em xuất trình rồi. Bác cứ phải nói. Anh em thiếu gì tờ gì nữa không? Em bỏ máy xuống đường dưới. Còn thiếu giờ nữa không? Em bỏ xuống. Bỏ máy xuống đường dưới mặt anh đi. Nhưng mà sao em xuất trình cho anh rồi mà sao anh băng kia bảo là chưa xuất trình? Đúng không? Thứ nhất là người ta yêu cầu em có giấy tờ gì em xuất trình. Em xuất trình rồi. Đây. Rõ ràng đây. Đây của em đây. Ừ. Anh bảo ra cho em, đúng không? Thì anh đang bảo em. Sao sao anh kia lại còn lại đòi xuất trình nữa? Để làm việc. Anh làm việc lông côm nhỉ? Anh cứ mở ra đây đứng rồi của em đây nhá. Anh bảo ra cho em. Em bỏ xuống. Có đúng của em không? Đấy, em xuất trình rồi đúng không? Em xuất trình đây rồi. Đúng rồi, ok. Em không xuất trình đâu. Rồi rồi. Cán bộ kia nói lắp, trung tá nói lắp. Chứ còn em nói thật với anh, cái việc sai hay là đúng là biên bản em có cãi đâu làm gì. Với vấn đề em live stream trên group của em là cái việc mà vừa đấy có đối tượng là thiếu tá là bóp cổ em với cả một người thường dân là vào nói là tao là thằng đầu người đây, thì em nghĩ là đừng có mất lịch sự thế, đừng văng tung ở đấy. Ô anh ơi, người có một người dân người mặc đi, thường phục người thường phục làm trong chốt này liên quan gì đến anh, thì em nghi ngờ này đó là người của các anh. Nghi ngờ thì nghi ngờ, chứ còn liên quan gì đến anh được đấy. Trong cái tổ của các anh thì các anh phải biết. Ok, sao em lại nói thế? Có đại ý nghĩa đấy. Em có một người dân ở ngoài sao bảo anh phải biết? Sao lại trong chốt của anh sao người dân ở ngoài? Em là một người rất bình thường. Anh làm việc đi, thôi anh làm việc đi. À đây là có cụ Trần Quang Thắng bảo là thằng nào láo với dân là chó, đúng rồi. Vâng bác Thắng ạ. Nếu mà em mà sai với lực lượng chức năng thì lực lượng chức năng vào biên bản. Còn nếu mà lực lượng chức năng thằng nào láo với dân thì là chó. Chào bác Phan. Báo cáo mọi người là em vừa lên đi qua đường Trần Tất Chân thì các anh em vào thông báo là kiểm tra nồng độ cồn thì em chấp hành và yêu cầu là biên bản, nhưng mà có một đối tượng vào là bóp cổ. Và chúng tôi yêu cầu là tắt máy.